huấn luyện viên U20 Việt Nam tiết lộ điều đặc biệt trước bài test cuối cùng. Mới đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lên tiếng hé lộ điều đặc biệt về quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam cho cuộc đọ sức Dubai FC, cùng với đó là hướng đến vòng chung kết U20 châu Á 2023. Những ngày này, mỗi sáng ban huấn luyện đều cho các cầu thủ lấy số đo cân nặng để theo dõi sức khỏe của các em. Bạn nào bất ngờ tăng hay sụt cân sẽ được bác sĩ và các thầy kiểm tra, đảm bảo mọi vị trí đều có sự ổn định cả về thể lực lẫn tinh thần. Đến lúc này, mọi thứ đều ổn. Các cầu thủ chú tâm tập luyện, tôi khá hài lòng khi các em vẫn cân bằng, không bị hưng phấn quá mức sau chiến thắng trước U20 Ả Rập Xê Út. Tất cả đều hiểu đó chỉ là trận giao hữu, tính chất rất khác những trận chính thức ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 sắp tới. Chiến lược gia từng tham dự U20 World Cup 2017 cho hay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm: "Tôi và ban huấn luyện đang điều chỉnh điểm rơi thể lực và mài nhuyễn các bài chiến thuật cuối cùng cho U20 Việt Nam. Dự kiến ở trận giao hữu với FC Dubai, tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ mới bổ sung đợt cuối. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm và háo hức của từng vị trí trước trận giao hữu tại UE này. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé."